kiếp mà cảm thấy là quá lẹ. Còn cái chuyện bây giờ bỏ qua cái chuyện đó, mình sẽ nói qua những cái chuyện mà thí dụ như tham nhũng ở nước Mỹ. Thì nãy giờ rồi Lữ Minh và những anh em kia, những thằng gì đó, chắc ở đây nó cũng là con cháu thôi, thì ở Tyson thì nó cũng đã nói hết rồi, nó có thành ra chịu chỗ đó. Ra đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà giống như thằng Dũng Võ hồi nãy là tao không ưa. Thứ nhất là cái thằng Sơn Tây nữa, bây giờ tao thấy ghét mày quá, rồi tao không ưa mày đâu Sơn Tây, người mà kỳ cục quá tao không ưa luôn, rồi má rồi cái đám giống như kiểu như là hùng lân hùng liếc gì đó, rồi má nó đã bị tao một lần rồi, mà nó chưa có tởn, có nghĩa là ăn xạo nói khoét nói phét đủ nói không ra mâu nhân. À, tôi nói cho tụi bay nghe cái điều này là tụi bay là hậu vệ của con cháu Việt Nam, hoặc là vậy em Úc hoặc là gì đó, tao là cái người đi lính Việt Nam Cộng Hòa nè, xét tao cho cùng á, mày đang ở nước Mỹ, tao cũng ở nước Mỹ, nhưng mà nói trên nguyên tắc á, về cũng được coi như tình cảm và cũng được coi như nói một sơ sơ nha, thì cái lý do mà Việt Nam miền Nam Việt Nam thất trận là do lính do của người Mỹ, họ không còn đưa viện trợ nữa, cho nên vì chỗ đó Việt Nam mới thất bại, theo mày nghĩ đúng không? Chắc chắn là đúng rồi, cái gì nữa, ta không có góp viện trợ, không góp đạn dược, không có tiền làm sao đánh, thí dụ là vậy. Thì tao nói cho tụi bay nghe nè, trên nguyên tắc á, cái nước Mỹ chính là kẻ thù của tụi bay á, kể cả kẻ thù của tao luôn, tại vì mày mà tao mới thua, tại vì mày mới thua. Nhưng mà nghĩ cho cùng mà chúng mày với tao đang ở trên đất của kẻ thù đó, mày nói, tao nói vậy là mày hiểu không? Cái đó là cái nguyên tắc. Ví dụ mà ta chiên cá, mà nay ta đâu có chiên cá, nay ta ăn mì gói, chết mẹ luôn ngày hôm qua, bị đặt cái tay. Ai tôi nói cho mày nghe, thành ra việc cho đó đừng so sánh khập khỉnh. Mà tao nói hoài đi, nó lại, nó tới, nó lưu hoài. Bây giờ Việt Nam đang phát triển thì mình hãy nghĩ tới cái chuyện tương lai. Bây giờ tôi bị nói ra những cái chuyện mà bất cập ở Việt Nam thì đủ mấy xã hội bất phát triển rồi là không bất cập. Tao đã nói nhắc đi nhắc lại hoài. Mà hình như là nước nít nó cũng biết nữa, mày xây cái nhà thì phải, mày phải đổ bài đóng, phải có đóng xe bằng mày mới xây được cái nhà, chứ nó sẽ lòi ra đóng xe bằng. Mày xây cái nhà máy thì đương nhiên cái nhà máy nó phải phun khói, đủ mà làm cái gì thì cũng có một cái sự hậu quả chứ không trời. Mà đang một cái nước mà gọi như là cái gì, tao trốn lính mới thua, đủ tao làm bệnh viện tao bị liệt dần liệt chứ thôi kệ bỏ ra, thằng này nói khúng tụi bây tao chửi, mà tao muốn chửi tao chửi mệt quá đi, mà nói không lại cái xong là bề lề đọc tao là tướng quân dịch này kia mệt quá. Ê, tao nói tụi bây nghe cái gì cũng vậy, có cái sự phát triển thì đã ra phát triển, tất nhiên là phải có cái sự cái hậu quả, nó dù nhỏ dù lớn gì cũng phải có chứ. Rồi giờ tao hỏi mày, đường xá Việt Nam bây giờ tao về năm ngoái thấy nó quá trời quá đất, đường xá thênh thang, cầu đường rồi xây tá đã nầu cầu vừa cầu trần cầu chéo giống như bên Mỹ nè. Thì tao hỏi mày, nếu mà không có giải tỏa nhà đất thì làm sao có mấy cái cầu đó, đất đâu mà lấy cái cầu, mày không giải tỏa đất thì mày làm sao mày cất chung cư, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi. Đúng. Mà làm sao mà chỉnh trang đô thị cho nó đẹp được, sao mà quy hoạch ra, mày làm sao được thành phố đẹp ngăn hàng thẳng lối, mày không cho người ta làm, hễ đụng tới mày thì mày la làng lên, mày đòi cướp đất cướp đất, mà tao bồi thường cho mày rồi. Rồi bây giờ xong khi xây đẹp rồi cái mày dăng lên chỗ khác rồi, mày có tiền mày lo quýnh bài quýnh bạc quýnh đề quýnh đớp mà không chịu mua, mà không chịu mua chung cư mày ở, rồi xong hết tiền mà quay vô mà nói cướp đất đúng không? Nên ra bây giờ mày tôi nói tụi mày nói nhiều cái mà nó mâu thuẫn dễ sợ luôn, có nghĩa là rồi mày nói nước Mỹ là không có luật cái con khỉ. Mày biết ngày xưa trong chiến tranh đó có một cái câu nói rất ư là mất không, luật sao pháp đài nào đó, luật pháp và sức mạnh nằm trên cái đỉnh đầu ruồi. Mày hiểu câu nói đó không? Mình nếu mà họ hiểu được á thì mày đừng mày mày không nó không cái này. Cái kẻ chiến thắng lúc nào cũng ra luật cả, chứ không ai kẻ thua mà ra luật bao giờ chứ. Mà đã là rõ ràng khi ta chiến thắng rồi ta chẳng có giết ai chứ rồi. Cái đó là mình cảm thấy là nhân đạo quá rồi đó. Mày biết hiểu đó không? Ta nhắc lại một câu nữa, luật pháp và sức mạnh nằm trên đỉnh đầu ruồi. Nếu mày không hiểu thì bây giờ mày hỏi ông già mày đi. Đó là những thằng lính quân nhân nói đó vậy đó. Nên tôi nói gì tôi phải hiểu. Thành ra những cái lời tôi bay phản biện toàn là tao nói bạn nghe nè, Sơn Tây á, nó nói không có cái gì sai, đúng, nó nói không có gì sai, mà cũng không có cái gì đúng. Đó, chứ mày hiểu cái câu nói của tao đó, nếu mày có cái đầu, mày hiểu tôi nói không? Dạ. Cả mọi dân ở Việt Nam hiện giờ đang sắp xếp và họ làm kinh tế, tất cả thì rất điều tốt.
con cháu tao ngày xưa cách đây 20 năm trước giống y chang như cái thằng tôi xin nói, đủ lâu lâu bác cầm về cho này cho kia, bây giờ tao thèm về. Rồi tụi nó có cần gì không bắt đem về, nó con không cần cái gì cả, đủ tao xài phân 7, nó xài phân 10, mày nghĩ nó cần cái gì? Đủ nó giàu hơn tao nữa, tao giờ tao đang không có tiền về nè, đủ má thiệt mày, tính mượn thằng bằng Nguyễn tiền để mua vé bay nè, biết cho ông đây nữa. Có để lại, giờ kinh doanh hết. Tao không phải là nói xấu Mỹ, mà nói gì mà nó làm to là tao không có, nhưng mà tao cần tụi em nói sự thật. Chứ tao không có nói xấu, tại tao đang ở trên nước Mỹ, tao không thể nói, tao là quốc tịch Mỹ, tao không thể nói nói xấu được. Nhưng mà tao yêu cầu tụi em phải nói thật, tụi đừng có che giấu trên đời. Ở đây là tham nhũng đầy đường, độ homeless đà tràn lan, tụi em nói thiên đường, thiên đường không khỉ khô. Mày thấy không? Mày coi cái đài Nguyễn Vũ radio kìa, nó chửi nè, nó chửi tàn nát điện thoại ba cái đám Việt Nam mà bên Cali kìa, mày đó, Nguyễn Vũ radio đó, tụi coi đi, nghe đi. Trời ơi, nó chửi tan nát luôn, đủ nào là đủ ma qua phe food tem gì nó chửi tan tu hết trơn trời. Ôi trời, tao nói thiệt bởi tao nó đi nó lại nó hoài, nó lại tôi tao không cần tụi bay cái gì chứ, tao tụi phản biện cũng ok, tụi nói gì cũng được trơn trời, nhưng mà tao yêu cầu tụi phải nói thật. Cái chữ thật mà đừng nói thật nó thì tao hỏi tụi bay làm gì, còn hở ra cái móc méo hỏi đủ mấy cái này đưa ra. Đất nước nào lại không có cái chuyện sơ hở và chuyện mà giống kiểu như lỗi lầm ở trong luật pháp này kia, cái móc méo ra tại sao này kia, đá báo tuổi trẻ đóng cửa gì nó moi ra, thậm chí cuốn sách giáo khoa nó moi ra đủ má. Cái giá xe buýt đủ má cũng moi ra đủ má, làm gì trời. Tao đã hiểu rõ cái vấn đề rồi, cái giá xe buýt ở ngoài từ Long Biên Long Biết gì đó, cái xe điện, cái xe điện phải không, thì trong thời gian thí nghiệm để bàn giao thì cái giá xe đó là của thằng Tàu, nó in chữ Tàu đúng rồi, tại vì chưa hoàn thiện, chưa bàn giao mà nó đang chạy thử mà, đủ mà nó đang chạy thử đúng mà. Rồi. Cũng moi ra. Nó dễ mà đúng đêm ra nó chửi được, đủ mà nó khổ vậy, nó không có cái gì mà nó không chửi được chứ. Tàu ra. Vâng, cái thằng hứa Hoàng Anh nó chết, gia đình người ta không nói gì, mà ở đây đâu. Nó bảo là Việt Cộng sản cắt cổ. chuyện tào lao mà vậy mà cũng có người tin. Vâng, người ta giết người thì cái người trong gia đình người ta đương nhiên là người ta, cái người đầu tiên mà phản quốc nhiều nhất là cái người thân trong người ta, mà người thân người nhà người ta không phản, không lên tiếng, mà ông người này ào lên dựng chuyện lên nói. Tao này đưa trường mặt này, tao cũng không có đủ mà giấu con cặc gì, tao có đéo sợ tụi bay đâu mà tụi bay tao mệt tụi bay quá đủ má, đáng lẽ tao không có lên mà thấy tụi bay ngứa miệng đủ, tao tự nhiên tao không lên, tao cũng chửi. Còn thằng Hùng Lân cái đủ má lên cái rồi nó hỏi cái đủ má, nó làm cái cha người ta, nó hỏi người ta, nó bắt người ta giết Thanh Ôn nhất què đủ má, đưa toàn là cái chuyện tào lao luôn, cứ phản biện phản cái gì bé mệt chứ. Nó đòi đưa diễn đàn của em kết hợp với, vâng, cùng với nó, cuối cùng em không cho, bắt đầu nó xuống cái xử Bác Hồ cho hầm cầu luôn. Này chắc họ nói là Mỹ là thiên đường cho những người có ý chí và trí thú làm ăn, cái đủ không chấp nhận kẻ ăn hại, rõ ràng đúng đủ, đó là chuyện đúng đương nhiên rồi, đất nước là cũng vậy, đủ mày về Việt Nam đi mày nghĩ mày sướng, nhưng mà không làm tiền chó rồi bỏ vô bò mày đâu cũng vậy thôi. Trời này mày hương riêu dai vậy nè, đủ mà mày nhớ tao quá Nam, tao muốn đi tao đi, tao muốn về tao về, không ai được quyền không, mày hỏi tụi nó coi, tụi biết không, tao phải về Nam, tao thích ở đâu tao ở. Được. Sơn Tây anh cầm chơi em nói một tí xíu. Sơn Tây còn ở đây thì hôm nay là hôm trước hẹn mình, hôm nay mình sẽ mời Sơn Tây, thời gian còn nhiều lắm. Ờ tao biết mà, tao mới cái giờ mày được cái giờ đồng hồ, mày là mỗi lần tao để kỳ quá. Em mà nói chuyện tao bây giờ đồng hồ. Không, tức là em nhìn đồng hồ xem là cái thời gian còn nhiều không để mời Sơn Tây. Nhưng thời gian còn nhiều vì hôm nay là em bị một cái clip đầu á thì nó bị vâng. Con thoải mái thì ra. Tao nói đi, tao nói lại hoài. Cái sự so sánh khập khểnh nó không có đem gì tới đâu đơn trời. Mày làm sao mày phân biệt được bố đất nước 200 mấy chục năm lập quốc. Trong khi đó Việt Nam mình có 20 năm độ mát bắt đầu cái quan hệ ngoài đường, quên thế giới. Mày nghĩ gì sao vậy? Đó là mày so sánh một cái khập khểnh rồi mày đem luật pháp Mỹ rồi đủ má, mày đem này cái vụ cộng sát má ngửa chuyện vô lý đủ. Chuyện tao làm, tao nói nhắc lại một câu nữa, tao nói nhắc lửa một câu nữa là luật pháp đến đựa đỉnh đầu rồi. Tao mạnh tao quyền, thằng Mỹ cũng vậy thôi. Thiếu cha giữa bất công ở nước Mỹ này, cả nóng đủ bắn chết người, đủ có ai mà bắn chết người Việt Nam á.
kể, tôi kể được chuyện hình như ở đây tôi mới biết rồi đó. Đủ mà có một gia đình có thằng kia nó bị bệnh tâm thần, cái mỗi lần nó lên cơn vậy là đủ nó đập phá tụm lum ra chân rồi. Thì em nói anh nghe, anh cầm cái này. Vừa rồi em có đọc một cái bài báo của quả, tức là có một cái bạn đưa cho em cái bài báo của nước ngoài, người ta xếp hạng nhân quyền của tất cả các nước trên thế giới, trong đó Mỹ đứng đầu tiên, Trung Quốc đứng cuối cùng. Đấy, đấy là vi phạm nhân quyền của Mỹ đấy. Thì bởi vậy nó rút ra khỏi cái chuyện đó. Khi mà nó như vậy thì bây giờ cái gì nó gọi nó cũng hay lắm. Vi phạm nhân quyền nhất thế giới cũng Mỹ. Rồi bây giờ khi mà bây giờ rút khỏi cái chân liêm nhân quyền ra thì nó cũng nói khác. Thay vì mình nói là vậy là nhân quyền, nhưng mà nó nói là nó khác. Tại vì nó đủ thừa là tại vì cái đám kia không có làm được tích sự gì, cái lấy tiền đó lại hái gì. Cái gì đó nó cũng được mà. Cho nên vì chỗ đó mệt lắm. Ta không thèm nói, ta không cần biết. Ta lo thẳng là ta giết cái xe túi của ta đó rồi. Chỉ tao có cái yêu Việt Nam của tao thôi. Quề ra tao đéo có biết tất tần tật gì trên trời. Tao nói thẳng á. Tao chỉ biết là đủ. Bây giờ đất nước tao, con cháu tao, bà con tao, mẹ vợ tao, chú thím tao, bà con tao Việt Nam mà có ăn cua cua để mà không có chạy đói giống như kiểu như tụi tao ngày xưa nữa. Là tao mừng rồi. Tao bất kể. Theo chủ nghĩa chó gì cũng vậy. Tôi biết ngu quá thì không hiểu. Cộng sản tư bản bây giờ đâu còn béo gì nữa. Đó chỉ là Mỹ từ mà thôi. Bây giờ chiến tranh của tùm lum á đủ mà là chỉ ra tôn giáo mà thôi. Mệt quá tụi bay toàn là chuyện tào lao không. Ngồi hở ra cái soi mói nào đủ mà nhân quyền với lại đủ luật pháp này kia. Tào lao tao thiệt mày nói về nhân quyền á đủ. Ở Việt Nam nhân quyền hơn đi cả trăm ngàn lần. Tao giới thiệu tôi hoài á. Sân tay bữa nào qua mày lấy ra mày mấy bộ ra mày sĩ giả cảnh sát ra trận mày coi thử nó làm cho mày chưa biết mà chữ nó phát rồi đó đủ lấy rồi quay trước mặt nó coi mày làm thử tao coi đi rồi mày hãy nói cái thằng đó đó đi đường ở người Việt Nam nó có một thằng con trai nó bị bệnh tâm thần mỗi lần nó lên cơn nó hay la hét lên nhà trên trời nó làm dữ lắm nhưng mà nó vô hát trong phòng nó không à thì cái bữa đó nhưng mà không phải là một lần. Lần nào cũng kêu bố lít tới thì bố lít lần nào bố lít tới thì đủ má cũng có cưỡng chế nó rồi xong có rồi cho nó uống thuốc hạ cơn đau xong rồi nó khi nó hết rồi cha thả nó về có một lần đủ má cũng y chang vậy đủ má cũng kêu tới chắc là cảnh sát nó mệt đó sao nó đủ nó tới nó thấy thằng kia cầm la hét ôm sùm trên trời rồi cầm cái con dao có cầm dao thì cũng có nhưng mà nó không có đụng chạm con dao nó bị tâm thần mà đủ cảnh sát tới quất mấy phát đủ mới chết ngắt luôn. Chắc là lẽ nó nghĩ đủ má mày kia tao hoài mệt quá thôi tao cho mày ngủ luôn cho rồi đủ chết nhỏ luôn đủ má rồi sao đủ má cái khi mà ra tòa đàng hoàng xong đủ má nó nói đủ y nó họp báo bên này gia đình phản quốc quá mới khiếu kiện nó nói đủ thì lần nào cũng vậy cái câu cửa miệng của cảnh sát là cảnh sát không làm gì sai là xong thua đó cứ tỉnh đi làm đi nhiều là nhiều người lắm. Có một em học sinh người Việt Nam nữa cầm cái bút chì tay đeo headphone chắc là cảnh sát kêu chắc không nghe nó cầm bút chì quất nhỏ chết ngắt luôn đủ má rồi xong làm gì đó chuyện đi đó lụ má lên đi coi người kêu gọi biểu tình đi đã đảo chống cộng đi ơi chống gì đó chắc cộng sản làm quá đủ mệt đủ má cái nồi nước ngập hoặc là cái kia đủ má Việt Nam mình cũng đua thừa với cộng sản cái gì mà vậy ở bên kia là rượu má cái gì mang gì Pennsylvania gì đó rượu má nước tràn đồng đội xe cộ đẩy rượu má ngập cống luôn rượu má chắc cộng sản cũng làm quá đủ tèo lao đủ hở cái gì cũng đủ thừa hở cái gì cũng đủ thừa đủ má chán cái trò đó quá đủ má tao cũng đã nói rồi tao thiệt mày đéo biết cộng sản là cái chó cái gì trên trời tao cũng đâu có biết đảng biết gì đâu nhưng mà tao cảm thấy vì dân của tao nó cơm ấm áo hả đủ ba giờ về bên ngoài hả đủ nó chạy xe chở tôi đi thấy đường xá đẹp để dân ấm no là tao khoái là tao không cần biết chó gì cho tao thiệt mà tao đéo biết gì đó thôi mày xuống tao xuống cho thì thằng tư tân bệnh lên nói đi tao vâng. Thứ tao tào lao lắm đủ rồi cảm ơn anh dạ ai xin đủ mai nó nói thật sức đó là con vâng, hậu vệ hôm qua đó ok cho tao xuống đi vâng. Chào anh Cầm nhá, chào chủ tịch.